Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Từ trước đến giờ thì em vẫn toàn bán những cái xe đạp thể thao đời dạng mới. Và trong cái thời gian này, trong cái thời gian gần đây ấy, thì em lại có sưu tập được hai chiếc xe thôi, chỉ có hai chiếc xe thôi, là mang cái dáng rất là hoài cổ. Và hai con này em phải đánh giá là cực kỳ hiếm và cực kỳ độc trong cái làng xe đạp, và nó lại mang chất là hoài cổ, rất là giống những cái chiếc dáng của những chiếc Bozo thời xưa, thời Pháp thời xưa, nhưng không phải là hãng Bozo. Thì đó là hai chiếc xe gì thì mời các bác đón xem luôn. Em giới thiệu luôn một cặp song sinh, dáng hoài cổ và thuộc hai thương hiệu rất là nổi tiếng, đó là một thương hiệu đến từ Thụy Điển và một thương hiệu lại đến từ Việt Nam. Và bây giờ xin mời các bác đón xem video. Như các bác đang nhìn thấy đây, đó là hai chiếc xe, một thương hiệu đến từ Việt Nam, đó là xe Thống Nhất. Chiếc xe Thống Nhất thì với các bác lớn tuổi từ tầm khoảng 40-50 tuổi thì không còn xa lạ gì với hiệu Thống Nhất này. Và đây không phải là chiếc xe Thống Nhất sản xuất thời bao cấp, mà là chiếc xe Thống Nhất sản xuất đời bây giờ do nhà máy xe đạp Thống Nhất. Đây, như các bác thấy là trên khung là có chiếc tem chống hàng giả này. Tem chống hàng giả là thương hiệu quốc gia xe đạp Thống Nhất. In lỗi nên là hơi khó đọc một tí. Nhà máy tại Hà Nội. Đây là cái thời mà xe đạp Thống Nhất bắt đầu sản xuất lại xe vào những năm gần đây. Và đây là một những cái chiếc hiếm hoi của dòng Thống Nhất. Đấy, như các bác thấy ở trên cổ phố có khắc chữ Thống Nhất. Chiếc xe Thống Nhất màu cam. Thì cả hai dáng của chiếc xe này đều hao hao giống dáng của những cái dòng xe đạp Bozo lữ từ thời xưa. Chiếc đầu tiên là chiếc Thống Nhất, có chiếc chuông rất là kêu. Chiếc đầu tiên thì ghi đông hình cánh cung dạng số 3, nhưng mà hơi cánh cung ra một chút, cầm rất là thoải mái. Đầu mạ lốc hết, có tay chuyển số ở trên phốt. Có chiếc xe có đèn, một cái đèn giả vờ thôi, gọi là tạo ra một cái dáng cổ điển hoài cổ cho chiếc xe. Vành inox. Về sơn chiếc xe là tất cả là sơn đẹp, sơn zin của nhà máy hết. Đùi là của chúng ta là đùi đinh ca vét, y như những chiếc mẫu thời bao cấp. Hình thức còn rất là mới. Bê đan của chúng ta là bê đan cao su, y như những chiếc xe đạp cổ. Tất cả còn rất mới, rất trơn. Về phần đề của chúng ta thì xe được sử dụng bộ đề Shimano Tourlay của Nhật Bản. Đi kèm với đó là lip 5 tầng. Như các bác biết thì những cái chiếc xe đời cổ, những chiếc xe thời xưa thì sử dụng lip ít tầng thôi, 5 tầng là cũng là khá là nhiều so với chiếc xe này rồi đấy. Khá là nhiều so với những chiếc xe đời xưa. Đèn của chiếc xe là được lấy từ một cái đèn của chiếc xe Bozo Pháp luôn. Đèn là đèn Bozo Pháp và có trong này có bóng đèn. Cáp ga của chiếc xe màu trắng, điểm xuyết cộng với yên màu trắng giúp cho tông của chiếc xe đó là màu trắng cam, trông rất là thanh lịch. Em dắt ra một chỗ riêng để các bác có thể ngắm xe này kỹ hơn. Thống Nhất, dáng Bozo của Pháp. Về phần đầu thì nước mạ rất là đẹp, các bác có thể nhìn thấy rất là bóng đẹp. Chiếc xe này thì mang giá trị sưu tầm rất là độc, ít
rất là hiếm, ít người có, mà em dám khẳng định là gần như là không đâu có. Đùi đinh ca vét y như là những cái chiếc xe thời bao cấp, đinh ca vét chứ không phải là đinh chứ không phải là ốc vặn ở trục này bây giờ, mà tất cả là đinh ca vét chốt qua. Khung chính hãng của nhà máy Thống Nhất Việt Nam sản xuất. Đẹp. Tổng thành chung của chiếc xe rất còn mới và xe đạp rất là bon nhẹ. Xe này em thấy mà đi cà phê thì rất là hợp lý. Đi cà phê rất là độc đáo và ai cũng phải hỏi. Đấy, các bác thấy Mayer quay rất là bon, có độ trớn, độ độ bon rất là tốt, đạp rất là nhẹ luôn. Và chiếc xe thứ hai đó là chiếc xe Saab của Thụy Điển, thương hiệu Saab của Thụy Điển màu bạc. Đây là một chiếc xe đã qua sử dụng tại thị trường Nhật. Hiệu Saab của Thụy Điển đã qua sử dụng tại thị trường Nhật. Xe được trang bị cấu hình là một đĩa. Những cái dòng vintage này thì là cấu hình một đĩa và là đằng sau là 7 líp. Bộ đè cũng có Shimano Dualay. Vành là vành nhôm hai lớp, đũa inox, may ở nhôm. Giúp cho chiếc xe rất là nhẹ. Gắp ba ga và chắn bùn. Xe cũng đã được trang bị thêm. Cái gióng của chiếc xe này thì nó thẳng, còn gióng của chiếc xe Thống Nhất thì nó hơi cong một chút. Gióng này thì nó thẳng hơn, trông nó nam tính. Còn kia thì cũng nam tính nhưng mà nó hơi bay bay một chút. Vành của chiếc xe này là vành 700C. Còn chiếc xe Saab này là vành 700C. Trên tay cầm của chúng ta được trang bị một cái tay chuyển số. Tay chuyển số của lip. Ghi đông của chiếc xe thì dạng là hình số 3. Hơi bành ra một chút để giúp cho cái thế cầm của chúng ta rất là thoải mái. Và ghi đông này giống của ghi đông xe cuộc, xe cuốc, cuốc Nhật, cuốc thủy thủ mà một số bác cũng đã biết. Đó là giống cái ghi đông của xe cuốc thủy thủ. Bọn em trong ngành xe đạp thì thường gọi là ghi đông số 3, bởi vì nó giống cái hình số 3. Đấy, nên là gọi là ghi đông số 3, giống hình số 3 luôn. Anh em thợ trong giới nghề của Hải Phòng xe đạp thì sẽ gọi cái ghi đông này là ghi đông số 3, bằng inox luôn. Ghi đông được ghi đông inox 18-8 stylist. Đấy, như các bạn có thể nhìn thấy dòng chữ stylist là thép trắng đấy, là Việt Nam còn gọi là inox. Đây là bên này của chiếc xe. Xe thì có hơi sức sơn một tí về phần bên càng, thì những cái chiếc xe bãi thì hầu như không thể tránh khỏi. Thì bên em thì sẽ để nước sơn zin nguyên. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến chiếc xe đạp mà em vừa giới thiệu thì cái giá bán em đã đề dưới cái tiêu đề của cái video. Giá bán là công khai và trong giá bán thì em sẽ bao ship toàn quốc cho các bác, bảo hành về đồ đạp cho các bác 1 năm. Nếu như mà các bác ở Hải Phòng thì qua em sửa miễn phí, còn nếu như các bác ở tỉnh xa thì em sẽ gửi phụ tùng phụ kiện và về, và em có hướng dẫn sửa chữa qua các cái video em đã làm sẵn. Và như các bác biết ấy, thì là em bán xe đạp cũ, cho nên là những cái xe mà em vừa giới thiệu đấy thì trong những cái thời gian mà rất là lâu thì em mới mua được một chiếc xe đẹp như vậy và hiếm như vậy.
Thì nếu mà các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ ngay với em và tiến hành đặt cọc hoặc trả hết tiền để sở hữu ngay chiếc xe. Em đã, đây không không phải là em nói sai sự thật, và đã có rất là nhiều khách phải tiếc nuối và phải đợi rất là lâu mới có chiếc xe như họ mong muốn, hoặc là các bác khách đó là phải lấy những cái chiếc xe khác mà không được ưng ý, chỉ 8 phần 10 so với những cái chiếc xe mà các bác đã được xem trước nhưng mà không tiến hành sở hữu em đó ngay, cho nên là rất là tiếc nuối. Thì em là em bán đồ cũ cho nên số lượng chiếc xe chỉ có một chiếc, và được những cái chiếc đẹp như này thì em phải tuyển lựa rất là nhiều ở những cái bãi xe ở bên nước ngoài, sau đó là tiến hành gửi máy bay về. Cho nên là để mà có những cái chiếc xe đẹp mà em vừa trình bày như lúc nãy thì rất là hiếm, và các bác muốn sở hữu em xe này thì liên hệ ngay Zalo với em và để sở hữu em đó. Và ngoài ra nếu như mà dành cho các bác nào mà ở tỉnh xa thì các bác có thể mua xe của em qua một số hình thức sau. Đó là một, các bác có thể bắt xe khách hoặc là lái xe riêng đi đến Hải Phòng và tới nhà em mua. Hai là các bác có thể chuyển hết chuyển cọc thấp nhất là 500.000 thì em sẽ tiến hành ship qua cái dịch vụ của bưu điện, thì bưu điện sẽ chuyển tới nhà các bác và người bưu tá sẽ thu lốt số tiền còn lại. Khi mà các bác có chiếc xe đã đến cửa nhà các bác thì các bác được quyền mở hộp xe đạp ra kiểm tra xem có đúng xe ở trên video hay là ở trên Zalo mà các bác đã thỏa thuận với em trước khi mua không, và các bác giả lốt số tiền còn lại cho người bưu tá. Và cách thứ ba là các bác sẽ chuyển hết tiền thì em sẽ có những cái món quà dành cho các bác chuyển hết tiền, đó là em sẽ tặng full phụ kiện của em dành cho các bác chuyển hết tiền ở tỉnh xa để mua xe, gồm có full phụ kiện, gồm có chắn bùn, một số những cái giỏ phụ kiện đây em cứ mua sẵn để em dành tặng các bác chuyển hết tiền để mua xe ở tỉnh xa. Chắn bùn, túi để đồ, khóa dây, đèn nháy, chuông, thì tùy theo, có những cái xe lắp được cái này, không lắp được cái kia, giá bình nước và một số thứ khác thì tùy theo, có thể là xe lắp được chiếc này không lắp được chiếc kia, thì các bác có thể nhắn tin Zalo với em để em có thể tư vấn được những cái phụ kiện lắp thêm khi các bác thanh toán theo hình thức là chuyển khoản 100%. Về uy tín của em thì các bác có thể vào Facebook tìm Kiên Xe Đạp để em có một cái album tất cả những cái khách hàng đã mua xe của em. Cũng dạo gần đây thôi em mới tạo cái album này, còn trước kia em bán cũng rất nhiều khách hàng nhưng mà em không có lưu lại, thì các bác có thể tham khảo thêm về cái uy tín của Kiên Xe Đạp. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến những cái chiếc xe đạp mới, bởi vì xe đạp của bên em thì bán rất là nhiều, một tháng doanh số của bọn em có thể lên đến khoảng trên dưới 100 chiếc xe, thì các bác muốn tham khảo những cái chiếc xe mới về liên tục, cập nhật liên tục, thì các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp ở trên Facebook và ấn kết bạn với em. Ở trên YouTube các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh. Ngoài ra em còn bán đồng hồ đeo tay Nhật Bãi, Thụy Sĩ, Nga. Nếu mà các bác quan tâm thì hãy lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ để mà xem những cái mẫu đồng hồ đó. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau.